Harry và Huy xin được chào tất cả quý vị khán giả. Đây là những cảnh quay cuối cùng cho bộ phim 49 ngày vân ai. Và nhân dịp lần này quay cái này là để làm cái gì? Là để làm chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Tức là phải nói hết cái này. Quan trọng lắm. Tức là phụ nữ không phải là phụ nữ dành cho người Việt Nam không, mà là phụ nữ mà sống tại Việt Nam. Nói chị đó. Vào ngày 20 tháng 10, nhiều niềm vui, nhiều may mắn, nhận được nhiều quà, đặc biệt là được dẫn đi chơi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon. Thích ăn ngon. Và nhớ xem phim của chúng tôi là 49 ngày phần 2 vào tháng 11. Xin chào!